Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, như vậy khả năng ông Trần Quốc Vượng sẽ là ứng viên duy nhất hoặc sáng nhất cho chức vụ Tổng Bí thư vì vừa là cán bộ chủ chốt vừa là người kế nhiệm có vẻ như cũng ít điều tiếng với bọn nhân dân, chưa thấy bị các thế lực thù địch đấu tố trên Facebook. Các ủy viên Bộ Chính trị còn lại thì hầu hết cũng đã từng bị. Mặc dù Trần Quốc Vượng có tài tiếng là có bồ nhí ít hơn tới 19 tuổi. Từ ngày lên thường trực Ban Bí thư, Trần Quốc Vượng tích cực đi đến các địa phương, tích cực phát biểu ở cuộc này cuộc kia nhưng khổ nỗi trình độ có hạn nên chẳng nói được câu gì hay ho, trí tuệ. Chẳng để lại một câu gì mang dấu ấn Trần Quốc Vượng trong công chúng. Thắp đuốc 7 ngày cuối cùng cũng tìm được một câu Trần Quốc Vượng rất tâm đắc phát biểu. Cán bộ phải là công bộc của nhân dân. Hóa ra đây là câu nhai lại giờ nghe quá giáo điều. Nhiều người ở Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các báo đều biết mối tình sâu đậm nhiều năm của Trần Quốc Vượng với Trần Thu Hiền. Trần Thu Hiền sinh năm 1972 và kém Trần Quốc Vượng 19 tuổi. Cô này là người có nhan sắc nên Trần Quốc Vượng say mê như điếu đổ. Khổ một nỗi trí tuệ và nhan sắc lại không tương đồng nên Hiền thi đi thi lại mấy lần mới đỗ vào được Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Các nhà báo khóa 12 cũng biết Hiền phải chật vật như thế nào mới có thể viết được một bài báo mà cũng chưa bao giờ viết được một bài báo cho ra hồn. Vậy mà bất chấp năng lực hạn chế của Hiền, Trần Quốc Vượng đã mạnh tay đưa người tình của mình lên hẳn phó tổng biên tập tạp chí Kiểm tra Trung ương trước sự ngỡ ngàng và bức xúc của nhiều nhà báo. Chưa hết, chỉ trong một thời gian ngắn, chưa đến 6 tháng, Trần Quốc Vượng tiếp tục đẩy Hiền lên vụ trưởng vụ tổng hợp Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Lúc đấy mọi người truyền tai nhau là con đường quan lộ của Hiền cách rốn 15cm. Cứ ngỡ đưa người tình lên vị trí này đã là kịch trần của sự liều lĩnh bất chấp của Trần Quốc Vượng. Vậy mà ngoạn mục hơn, thần tốc bất chấp hơn nữa, tại Hội nghị Trung ương 12, Trần Quốc Vượng đã tác động và can thiệp để quyết định để đưa người tình vào của mình trở thành ủy viên Ban Kiểm tra Trung ương. Đồng nghiệp của Hiền mắt tròn mắt dẹt, bảo nhau, ôi người như thế thì biết gì mà kiểm tra. Nhưng quan trọng là biết kiểm tra cái ấy của Trần Quốc Vượng là được rồi. Nếu bầu gương mặt soái ca như trong tiểu thuyết ngôn tình thì chắc chắn Trần Quốc Vượng sẽ được đánh giá cao nhất vì Trần Quốc Vượng là người đàn ông vì sắc dục vì gái mà bất chấp tất cả. Nhưng để tìm gương mặt đại diện cho quốc gia thì thương cho dân Việt Nam quá vì Trần Quốc Vượng không tài, không đức mà liều lĩnh bất chấp như vậy thì ở đỉnh cao trí tuệ và đỉnh cao quyền lực ắt gây ra nhiều thảm họa. Nhân dân đất nước lúc ấy sẽ đi về đâu? Một chuyên gia về kinh tế Việt Nam dự đoán Chủ tịch nước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thôi nhiệm vụ Đại hội Đảng 13 diễn ra vào đầu năm 2021 và ông Trần Quốc Vượng là ứng viên hàng đầu thành Tổng Bí thư. Ông Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944 đã là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam hai khóa, từ khóa 11 năm 2011 và cả khóa 12 cho đến tận ngày nay. Nhà quan sát lâu năm về Việt Nam, tiến sĩ Zachary Abuja nói với phóng viên: "Tôi không nghĩ ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục làm nữa vì ông vừa rồi đã có thời gian ốm và đi lại rất khó khăn và lại là một lần đã được ở miễn tuổi." Vào năm 2016, Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý cho một trường hợp đặc biệt quá tuổi, ông Nguyễn Phú Trọng ở lại làm Tổng Bí thư. Tiến sĩ Zachary Abuja đang là giáo viên tại National War College ở Washington, D.C. National War College thành lập năm 1946, hiện là trường Đại học Quốc phòng National Defense University, tổ chức đào tạo đại học bao cấp bởi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Mục đích của National War College là đào tạo người cho quân lục, Bộ Ngoại giao và các cơ quan có trách nhiệm về chiến lược an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Tiến sĩ Zachary Abuja dự đoán ông Trần Quốc Vượng nhiều khả năng nhất trở thành Tổng Bí thư sau ông Trọng. Ông Trần Quốc Vượng sinh năm 1953, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, đã là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và hiện là Thường trực Ban Bí thư. Mới đây,
Phó Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên tiết lộ Bộ Chính trị khóa 13 sắp tới sẽ có khoảng 17 đến 19 người. Bộ Chính trị khóa 12 hiện thời có 19 ghế, tuy thực tế chỉ có 16 người do các vấn đề sức khỏe, qua đời và kỷ luật. Ông Zachary Abuja nhận xét do Ủy viên Bộ Chính trị Hoàng Trung Hải mới đây bị cảnh cáo nên có lẽ ông Hải sẽ khó có thể tái cử. Ngoài ra, Bộ Chính trị hiện có 7 người đang từ 66 tuổi tới 76 tuổi và có lẽ đa số của nhóm này đã nghỉ hưu. Như thế, ông Zachary Abuja dự đoán Bộ Chính trị khóa 13 có thể chỉ còn khoảng 7 người ở lại mở đường cho các gương mặt mới. Nhưng số người mới bầu vào Bộ Chính trị Đảng Cộng sản không bao giờ nhiều hơn số thành viên cũ. Vì vậy, rất có thể một hoặc nhiều hơn nữa số thành viên của Bộ Chính trị quá 65 tuổi sẽ được cho ở lại. Trong đó có Trần Quốc Vượng hiện 67 tuổi, ông Abuja nhận định. Ông Zachary Abuja không cho rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hay Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ trở thành Tổng Bí thư mặc dù hoàn toàn đủ tiêu chuẩn. Ông Trần Quốc Vượng đã đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực chống tham nhũng, dù đó là các cuộc điều tra chính đáng hay có động cơ chính trị để làm im lặng các đối thủ của ông Nguyễn Phú Trọng. Tôi đoán ông Nguyễn Phú Trọng có nhiều ảnh hưởng để chọn thành bộ chính trị khóa mới, nhất là khi ông sẽ kết thúc nhiệm kỳ với uy tín rất cao nhờ kinh tế và thắng dịch virus Vũ Hán. Trả lời phỏng vấn BBC, tiến sĩ Zachary Abuja cũng chân thành chia sẻ rằng ông đã từng dự đoán sai về kết quả đại hội 12 năm 2016. Tôi đã suy nghĩ nhiều vì sao mình dự đoán sai năm 2016. Khi đó tôi không nghĩ ông Trọng sẽ tái đắc cử vượt qua Thủ tướng 3X Nguyễn Tấn Dũng. Theo tôi, điều ông Trọng làm tại đại hội 12 là khẳng định uy quyền của Đảng. Khi ấy, tăng trưởng kinh tế và hiện đại hóa đang đặt nhiều quyền quyết định hơn vào tay giới kỹ trị và quan chức. Điều đó đã làm cho ông Trọng lo ngại vì ông muốn Đảng phải giữ vai trò chủ đạo trong mọi quyết định. Tiến sĩ Zachary Abuja cho rằng yếu tố này cũng sẽ giúp cho ông Trần Quốc Vượng trở thành Tổng Bí thư. Ông Vượng làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao từ năm 2007 tới năm 2011, rồi giữ Chánh văn phòng Trung ương Đảng tháng 7 năm 2011. Tháng 5 năm 2013, ông được bầu bổ sung vào Ban Bí thư. Tiến sĩ Zachary Abuja nói ông Trần Quốc Vượng cả sự nghiệp làm trong bộ máy Đảng. Ở ông Vượng, ông Trọng nhìn ra thấy ông ta là một đồng minh. Vậy nếu ông ấy được bầu sẽ có nghĩa là gì cho Việt Nam? Câu trả lời ngắn gọn là sự tiếp nối trong chính sách. Trước đó, nhiều nhà quan sát cũng chung nhận định ông Trần Quốc Vượng là ứng viên hàng đầu cho vị trí Tổng Bí thư sắp tới. Mới đây, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp đang làm tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISEAS ở Singapore nói trong bài phân tích quan trọng hơn. Nếu xét chiến dịch chống tham nhũng cấp cao dưới sự lãnh đạo của ông Trọng và việc Đảng nhấn mạnh nhiệm vụ chống tham nhũng, rất có khả năng ông Trọng muốn người kế nhiệm sẽ duy trì di sản của mình và tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng. Ông Vượng, người từng là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và là trưởng Ban Kiểm tra Trung ương, có thể được coi là đáp ứng được nhiều điều kiện và hơn có thể là một người thay thế cho ông Trọng. Với việc ông Trọng đang nắm quyền kiểm soát ở mức cao đối với hoạt động của Đảng, đặc biệt là trong vấn đề nhân sự, ông Trọng sẽ là người có tiếng nói quyết định đối với việc lựa chọn người kế nhiệm mình. Như vậy, ứng viên nào được ông hậu thuẫn sẽ có cơ hội thắng cử cao hơn, tác giả Lê Hồng Hiệp nhận định. Các trang tin dẫn lời Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên nói hôm 27 tháng 5 rằng tinh thần về nhân sự của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa tiếp theo là tỷ lệ mới nhiều hơn, trẻ cao hơn, nhưng không loại trừ trường hợp đặc biệt, phù hợp với tình hình thực tiễn. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương được Thanh niên Tuổi trẻ Dân trí và Vietnamnet trích lời cho hay nhân sự của Trung ương Đảng khóa 13 sẽ có 3 độ tuổi, dưới 50 tỷ lệ 15 đến 20, trên 50 từ 50 đến 60 chiếm
70% và từ 61 tuổi trở lên sẽ ở mức 10%. Số lượng ủy viên trung ương khóa tới sẽ vẫn như khóa 12 là khoảng 200 người, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Tương tự, con số ủy viên Bộ Chính trị nhiều khả năng vẫn trong khoảng từ 17 đến 19 ủy viên. Ban Bí thư là 12 đến 13 ủy viên, Phó trưởng ban tuyên giáo Nguyễn Hồng Diên cho biết. Nhà lãnh đạo Nguyễn Phú Trọng được quan chức tuyên giáo dẫn ra làm ví dụ nổi bật về trường hợp ngoại lệ, mặc dù quá tuổi ở khóa 13 và ở khóa 12 trước đây, theo tường thuật của báo chí trong nước. Đặc biệt là người đứng đầu Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trường hợp đặc biệt này là hạnh phúc của Đảng, dân tộc. Phó trưởng ban tuyên giáo phát biểu theo trích dẫn trên Thanh niên, Tuổi trẻ, Dân trí và Vietnamnet. Vị phó trưởng ban tuyên giáo lưu ý rằng trường hợp đặc biệt cần tái cử trung ương khóa mới mà không nằm trong độ tuổi quy định sẽ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét kỹ lưỡng và trình để trung ương quyết định. Nhận định về những nhân vật có khả năng thay thế chức Tổng Bí thư trong nhiệm kỳ tới, Facebook Dương Quốc Chính từ Hà Nội đưa ra bình luận. Nhìn chung đa số nội dung quy định đều khá mơ hồ, không có công cụ gì để cân đo đong đếm các phẩm chất như có tinh thần yêu nước nồng nàn, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, mẫu mực để phẩm chất đạo đức, sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị, bao dung, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Không tham vọng quyền lực, có nhiệt huyết và trách nhiệm cao với công việc, là trung tâm đoàn kết gương mẫu về mọi mặt. Không tham nhũng lãng phí cơ hội vụ lợi, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tương tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tệ quan liêu tham nhũng tiêu cực lãng phí cửa quyền và lợi ích nhóm, tuyệt đối không trục lợi và cũng không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để trục lợi. Nói chung là rất nhiều tiêu chí yêu cầu. Thực ra nếu cứ áp theo những quy định mà để bọn nhân dân đấu tố qua Facebook thì sẽ chả có đồng chí nào đủ tiêu chuẩn làm cán bộ lãnh đạo cả. Tuy nhiên, quy định mới về phẩm chất lãnh đạo có mục đích và uy tín cao trong nhân dân, nhưng bọn nhân dân thì không có cách gì để cho ý kiến đảng ngoài việc chém gió Facebook. Điều này chứng tỏ đảng sẽ hóng phản hồi từ Facebook về uy tín của các đồng chí ứng viên lãnh đạo chủ chốt. Trong tứ trụ có hai vị trí quan trọng là Tổng Bí thư và Thủ tướng, có vẻ ảnh hưởng lớn nhất đến vận mệnh quốc gia. Nếu căn cứ theo quy định này, ta thấy có hai khái niệm rất mơ hồ và các chức danh như Tổng Bí thư, đó là kế nhiệm và cán bộ chủ chốt. Cán bộ chủ chốt là mới bổ sung vào quy định mới. Lẽ ra quy định phải có phần giải nghĩa các khái niệm như văn bản pháp quy, nhưng ở đây không có nên phải suy diễn. Người kế nhiệm có thể biểu hiện cấp phó thường trực của các chức danh lãnh đạo đương nhiệm. Ví dụ với Tổng Bí thư thì người kế nhiệm là thường trực Ban Bí thư. Còn cán bộ chủ chốt có thể tạm hiểu là tam trụ và thường trực Ban Bí thư. Theo nhận định và cá nhân của mình thì khả năng cả ba trụ cùng nghỉ hưu vào nhiệm kỳ tới là cao. Chắc chắn Tổng Bí thư sẽ nghỉ rồi. Như vậy khả năng ông Trần Quốc Vượng sẽ là ứng viên duy nhất hoặc sáng nhất cho chức vụ Tổng Bí thư, vì vừa là cán bộ chủ chốt, vừa là người kế nhiệm, có vẻ như cũng ít điều tiếng với bọn nhân dân, chưa thấy bị các thế lực thù địch đấu tố trên Facebook. Các ủy viên Bộ Chính trị còn lại thì hầu hết cũng đã từng bị như vậy. Mặc dù thời gian vừa qua cũng có nhiều những bài báo vạch trần việc Trần Quốc Vượng có bồ nhí ít hơn Trần Quốc Vượng đến 19 tuổi. Điều đó cũng sẽ là một trở ngại rất lớn cho Trần Quốc Vượng. Trường hợp cạnh tranh duy nhất với ông Vượng chỉ có thể là ông Nguyễn Xuân Phúc thì mới đạt tiêu chí cán bộ chủ chốt, bà Ngân không được xem xét vì là nữ mà lại là người miền Nam. Nhưng khả năng ông Phúc tiếp tục làm Tổng Bí thư theo mình là ít khả năng so với tuổi tác về một số tiêu chí không đạt. Về chức danh Thủ tướng có yêu cầu sau đáng chú ý. Hiểu biết sâu, rộng nền hành chính quốc gia, kinh tế, xã hội, đất nước, kinh tế, chính trị, thế giới và hội nhập quốc tế, có khả năng hoàn diện, toàn diện và tổ chức quản lý, chỉ đạo, điều hành cơ quan hành chính nhà nước và hệ thống chính trị.
Có vẻ như điều này mở đường cho ông Vương Đình Huệ vì ông đang phụ trách về kinh tế ở chính phủ và xuất thân là người có kinh nghiệm về quản lý, giám sát kinh tế. Người thứ hai cạnh tranh với ông Trương Hòa Bình vì đang là Phó Thủ tướng Thường trực. Tuy nhiên, ông xuất thân là công an và tòa án nên ông hợp với vị trí Chủ tịch nước hay Tổng Bí thư hơn là Thủ tướng. Nhưng vị trí Tổng Bí thư đã có ông Vượng rồi và vị trí này không yêu cầu phải là người kế nhiệm. Phó Thủ tướng Thường trực nên ông Trương Hòa Bình sẽ có yếu thế hơn ông Vương Đình Huệ. Người thứ ba cạnh tranh sát hơn với ông Huệ là ông Nguyễn Văn Bình vì ông này cũng từng có kinh nghiệm tốt về quản lý, điều hành kinh tế nhưng xét về quan hệ với ông Trọng và uy tín với bọn nhân dân thì ông Bình yếu hơn ông Huệ. Vì sao ông Bình còn yên ổn đến giờ vẫn là một câu hỏi. Các chức danh Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội thì vô thưởng vô phạt hơn, yêu cầu cũng không khắt khe lắm để có thể khoanh vùng được ngay, nhưng chức danh Chủ tịch nước có một nội dung đáng chú ý. Có năng lực nổi trội toàn diện trên các mặt công tác, nhất là lĩnh vực đối nội, đối ngoại, an ninh, quốc phòng, hiểu biết sâu rộng về công tác tư pháp. Điều này mở đường cho các ông có xuất thân quân đội, công an, như vậy ứng viên sáng giá là Ngô Xuân Lịch, quân đội và Tô Lâm, công an, Trương Hòa Bình, công an, Phạm Minh Chính, công an. Ông Bình sẽ có cửa sáng hơn chút vì vị trí hiện tại đang nhỉnh hơn ba ông kia, có vẻ như ít điều tiếng hơn với bọn nhân dân. Một ứng viên khác là Nguyễn Thiện Nhân thì phẩm chất có vẻ hợp với việc ma chay hiếu hỷ trao huân chương của Chủ tịch nước, nhưng với tiêu chí bên trên thì không được đáp ứng lắm, nhưng khả năng vẫn có thể được lựa chọn. Chức danh Chủ tịch Quốc hội có quy định sau đáng chú ý. Hiểu biết sâu sắc hệ thống pháp luật của Việt Nam, pháp luật và thông lệ quốc tế, có năng lực điều hành chất lượng, hiệu quả các phiên họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hiểu biết sâu về pháp luật thì mấy ông công an kể trên năng lực điều hành các phiên họp Quốc hội thì chắc chắn có người đã từng làm Chủ tịch hay Phó Chủ tịch Quốc hội. Vậy nếu bà Ngân nghỉ thì còn có bà Phóng, có thể là ứng viên. Nhưng hai bà này lại bằng tuổi nhau, sinh năm 1954 nên sẽ nghỉ chung cùng với ông Lịch, ông Phúc. Hóa ra chức danh Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội lại có nhiều uẩn khúc hơn. Nhưng khả năng cũng chả quan trọng lắm vì hai vị trí này theo mình sẽ là phụ thuộc vào các yếu tố bất thành văn như vùng miền, giới tính, dân tộc. Ví dụ nếu ông Vượng người Bắc có lý luận làm Tổng Bí thư, ông Huệ người miền Trung làm Thủ tướng thì ông Trương Hòa Bình hoặc Nguyễn Thiện Nhân người miền Nam dễ dàng làm Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội dễ dàng là một nữ hoặc là người dân tộc thiểu số. Yếu tố bất thành văn nữa cũng cần xét đến là yếu tố quan hệ với ông Trọng thì ông Vượng và ông Huệ có cửa sáng hơn những người còn lại. Yếu tố Thủ tướng là dân Nam có lẽ sẽ bị bỏ qua do không kiếm được người đủ phẩm chất quan hệ. Nhà bình luận Dương Quốc Chính đưa ra kết luận. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.